Thưa bác, nếu mà cứ cho rằng là Hòa Thượng Thích Chân Tín đã tìm hiểu rất kỹ về Đại Tam Tạng Kinh, thì vậy trong số kinh mà thầy ấy đã đọc, thì bao nhiêu phần trăm là dịch đúng và bao nhiêu phần trăm thì là dịch sai ạ? À? Tất cả Đại Tạng Kinh mà nó từ khi Đức Phật đến lưu hành đến bây giờ, nếu mà tính ra quân bình chỉ đúng có 30% thôi. Nhưng mà có một cái điều, 30% này đúng không dám đem ra sử dụng, mà đem ra cái tưởng thôi. Bây giờ bác đưa ra điển hình một hai. Bây giờ về cúng dường Đức Phật cho chứ không phải là không. Và Đức Phật bảo là cúng dường 1.000 ông Phật chưa bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Có cái chùa nào dám đem cái kinh cúng dường này ra không? Tứ thập nhị chương này ra treo trên cái bảng này cúng về cúng dường không? Hoàn toàn không dám. Cũng như trong kinh Kim Cang, Đức Phật có nói, nếu còn lưu lại một hai cái bài chân thật của Đức Phật dạy: ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, ngửi hành đạo ta. Có nghĩa là lấy sắc là nhìn ông Phật mà cầu ổng, lấy âm thanh là gõ mõ tụng kinh để mà cầu ổng, là ngửi hành đạo ta. Có chùa nào dám đem cái câu này mà dán ra trên cái chùa không? Dán ra cái vách chùa không? Đó. Chỉ 30% đúng mà cũng không dám xài. Thì thử hỏi chứ bây giờ tu theo đạo Phật để tu cái gì? Đó, con thì suy nghĩ đi, nó khó lắm. Còn 12 bộ kinh Đại Thừa của Phật giáo không có ai dám đem ra mà dịch cái kinh Đại Thừa này. Có nhiều người đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa dịch trật lắc, không đúng. Kinh Diệu Pháp duy nhất có câu là nè: khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chỉ cho con người thấy được mở được cái tri kiến Phật của chính mình. Cái đâu kinh Diệu Pháp Liên Hoa đâu có dạy gì hơn đâu. Khai thị con người, mấy ông dịch là sai khi chúng sanh, chứ sự thật là khai thị người tu ngộ nhập được Phật tri kiến của mình. Đó. Rồi bây giờ nó dịch là chúng sanh, mình cũng nói chúng sanh, con bò cũng là chúng sanh, không lẽ khai cho nó nhầm nhìn thấy cái Phật. Con gà, con vịt cũng là chúng sanh, nó thật cái chỗ đó. Thấy không? Vì thế mà cái Thiền Tông ra đời nó chuẩn quá từng câu một, từng câu một, từng chữ. Chứ không phải là nó là chuẩn quá hết. Mà bây giờ cái Thiền Tông ra đời là gì? Anh tu bắt buộc anh phải có giáo lý. Còn không có giáo lý là hoàn toàn tu sai. Tu mà mình nói ra thì nói theo danh từ mà bình dân đó, tu mà không, là tu mù, tu không thấy đường. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi.